Hello, hello, xin chào các bạn, đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ 6 tại Hoa Kỳ ở Việt Nam, đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ 7 rồi. Thì trước hết, Thuận hy vọng các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Ngày hôm nay đó Thuận làm video khá là sớm, hiện bây giờ đó, chúng ta vẫn chưa có kết thúc cái phiên giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ. Nhưng mà tại vì chiều nay đó thì Thuận bận một số công việc và thuận sẽ vắng mặt hai ngày các bạn cuối tuần này đó thuận sẽ nghỉ ngơi hai ngày và trong video này đó thuận sẽ chia sẻ một số tin tức lớn với các bạn thật ra ngày hôm nay là một ngày mà cũng không có quá nhiều tin tức đâu cho nên cái video có thể ngắn hơn thường lệ tại vì thuận cũng đã tâm sự khá nhiều với các bạn trong những video gần đây rồi thì chúng ta sẽ chú tâm nói tới một số tin tức ngày hôm nay nhưng mà trước hết á, nhìn vào tình hình của thị trường nói chung á, thì các bạn nhìn thấy được là chúng ta có chỉ số nasdaq thì ngày hôm nay đó có một sự điều chỉnh một chút các bạn giảm là 0.37 thời điểm hiện tại Nói chung nó cũng không gì gọi là quá bất thường đâu. Chúng ta cũng đã thấy là những chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ và cả Trung Quốc đã, đã tăng rất là mạnh trong thời gian gần đây các bạn. Trong vòng khoảng chưa một tuần qua, sau khi mà Fed cắt giảm lãi suất là 0.5% và sau đó chúng ta đã thấy được là Trung Quốc đột ngột tung ra hàng loạt những cái biện pháp để mà kích thích nền kinh tế, bơm tiền vào trong thị trường. Chúng ta nhìn thấy những chỉ số này đã tăng mạnh rồi. Hôm nay đây chỉ số Nasdaq điều chỉnh xuống 0.36 cũng không gì đáng nói được các bạn. Chúng ta thấy được là chỉ số S&P 500 thì cũng cỡ như ngày hôm qua và chúng ta cũng đã nhớ là ngày hôm qua đã chính chỉ số này cũng đã đạt cái đỉnh mới rồi. Còn về Dow Jones đó, thì các bạn thấy hôm nay vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng là 0.5%. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì hiện bây giờ vẫn mức là dưới 70 đô các bạn. Hiện bây giờ là 68 đô 34 cent có thể nói được là trong tất cả thị trường lớn bây giờ chỉ có thị trường dầu là đang cái xu hướng giảm mà thôi. Những thị trường còn lại đã rất là tốt. Chúng ta nói về hợp đồng của vàng đó thì ngày hôm nay tuy đang điều chỉnh xuống khoảng chừng là 0.9% các bạn Không phải là nhiều lắm nhưng mà các bạn cũng thấy được là cái mức là 2.670 đô cho một ounce vàng Giá hợp đồng này là cái mức rất là cao trong lịch sử rồi Chúng ta có thể nhìn thấy được là về crypto đó thì cũng rất là tốt Chúng ta nói riêng về Bitcoin đó thì ngày hôm nay cũng đã có một cái đợt đẩy lên tới cái mức là 66.500 đô các bạn Trước khi mà điều chỉnh xuống một chút Bây giờ chúng ta vẫn đang có mức là khoảng 66.000 đô thời điểm hiện tại Thuận làm video hôm nay hơi sớm cho nên khi mà các bạn xem video đó thì giá Bitcoin bao nhiêu các bạn hãy comment ở bên dưới chúng ta nhìn thấy được là không phải chỉ riêng Bitcoin mà cả thị trường crypto đó rất là tốt gần đây và vốn hóa cũng đã một lần nữa vượt qua 2,4 nghìn tỷ các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là rất nhiều altcoins là màu xanh ngày hôm nay không phải để riêng Bitcoin Nhưng mà chúng ta thấy là một trong những cái số lượng altcoins mà tăng trưởng mạnh đó chính là meme coin các bạn Chúng ta nhìn thấy được là những đồng như là Dogecoin Hôm nay đó thì tăng 5% Một tuần qua đã tăng gần 20% các bạn Shiba Inu tăng 10% Một tuần qua đã tăng 44% Chúng ta có Pepe tăng khoảng chừng 12% các bạn Một tuần qua tăng 32% Và Dodge thì tuy hôm nay tăng khoảng chừng là 3% mà thôi Nhưng mà chúng ta nhìn thấy một tuần qua đã tăng gần 30% tương tự bon cũng như vậy thì chúng ta thấy được là ngoại trừ bitcoin tăng đó, chúng ta cũng thấy meme coin cũng tăng mạnh và đó là cái hiện tượng chúng ta thấy đó từ khoảng chừng là đầu năm tới bây giờ rồi mỗi một cái chu kỳ nó sẽ có một cái sự khác biệt các bạn tôi chúng ta nói theo chu kỳ mỗi 4 năm thì chúng ta nhìn vào cái phần của giá đó các bạn có nhìn thấy được có cái sự tương tự nhưng mà câu chuyện trong chu kỳ đó lại thay đổi liên tục và trong chu kỳ này đó, rất rõ ràng chúng ta thấy khi mà bitcoin tăng đó sau đó lại đến meme coin chứ không phải là đến những cái coin nền tảng lớn nó khác với là những chu kỳ trước đây các bạn trước đây đây thì chúng ta biết là tiền nó, nó đổ vào bitcoin trước rồi sau đó chúng ta sẽ được là bắt đầu đi vào những cái nền tảng lớn như là Ethereum rồi sau đó chúng ta mới tới những cái nền tảng nhỏ hơn rồi sau đó chúng ta mới tới những cái dự án nhỏ vốn hóa ít và những cái mìm khôi đợt này không phải các bạn chúng ta thấy được tiền đó thì liên tục đổ vào bitcoin rồi sau đó đi vào mìm khôi thì tại sao thì đối với nó chúng ta đang thật sự chứng kiến hai cái dòng tiền khác nhau các bạn cái dòng tiền đổ vào Bitcoin bây giờ đã một phần là vào thông qua cánh cửa của Bitcoin Spot ETF và Bitcoin Spot ETF đó không phải là cánh cửa để mà mở rộng ra để cho nhiều nhà đầu tư có thể tiếp cận Bitcoin hơn tại vì họ chỉ muốn sử dụng nền tảng chứng khoán mà thôi và trước đây đó họ không thể trade Bitcoin được bây giờ họ có thể thông qua Bitcoin Spot ETF đó là một phần mà các bạn cái phần còn lại đó là một cái rào cản tâm lý khi mà chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin hiện bây giờ là 65-66 ngàn đô con số rất là lớn nếu như mà các bạn nói một ai đó nói ngay bây giờ giờ bỏ ra 65.000, 70.000 đô để mua một bitcoin thì các bạn nghĩ bao nhiêu người có thể làm được? có thể là các bạn mới biết nhiều người có thể làm được điều đó nhưng mà đối thuận thì những người mà thông quan biết rất là khó các bạn à, có thể là có nhiều người họ có sẵn tiền nhưng mà phần lớn mọi người đó họ không có sẵn tiền để có thể thu mua một bitcoin được đâu thì có bạn sẽ nói là nhưng mà đâu cần phải mua một bitcoin chúng ta có thể mua là 0.01 bitcoin hay là 0.001 con số nhỏ hơn vẫn được mua bao nhiêu cũng được hết cái đó là đúng các bạn nhưng mà tâm lý đó thì à, thuận cảm thấy mọi người vẫn thích sở hữu cái gì đó chẳng hơn và họ thích sở hữu nhiều con số đó hơn chứ họ không thích sở hữu cái gì gì đó là 0.0 mấy đâu. À, vì lý do đó đó chúng ta nhìn thấy được là khi mà có Bitcoin Spot ETF, đối với Thuận đó thì nó đã phá vào một cái rào cản tâm lý rất lớn cho Bitcoin. Khi mà nhìn vào cái cổ phần của iBit, đó, đây là cái ví dụ Thuận dùng cho cái Bitcoin Smart ETF của BlackRock. Thì một cổ phần bây giờ là 37 đô, 53 cent. Thì các bạn thấy được là con số này nó dễ hình dung hơn rất là nhiều và dễ có thể mua được đối với rất nhiều người. Họ có thể mua 10 cổ phần các bạn là khoảng chừng là 375 đô hay là họ mua... 100 cổ phần hay là 1.000 cổ phần Con số đó đó vẫn có thể mua được các bạn và họ sở hữu cái số lượng đối họ là nhiều Mặc dù chúng ta biết là theo toán học đó thì tất cả đều giống nhau các bạn Các bạn mua 1.000 đô và các bạn được lời 10% thì nó đều giống nhau cho dù các bạn sở hữu dưới cái hình thức gì và sở hữu bao nhiêu đơn vị đó nhưng mà đối với tâm lý nó rất là quan trọng đó là một trong những điều mình thường đã từng chia sẻ trước đây rồi các bạn Khiến cho chúng ta thấy được là vẫn tiếp tục có dòng tiền đẩy vào trong BTC Thứ nhì nữa đó là chúng ta lại thấy đối với lại những cái nhà đầu tư riêng lẻ đó Thì cái phong trào meme đang nổi lên hiện bây giờ Và mỗi lần chúng ta nhìn thấy tiền đi vào meme coin như vậy đó Thì chúng ta có thể nghĩ là đang có những nhà đầu tư mới tham gia vào chuyện này các bạn Và họ sẽ nhìn về giá Bitcoin họ sẽ nói là wow giá Bitcoin bây giờ cao quá À, bây giờ đó Bitcoin có thể tăng được bao nhiêu nữa Trong khi những cái meme coin đó, thì uh, giá rất là rẻ các bạn Các bạn nhìn thấy được là Dogecoin chỉ có 12 cent Shiba Inu thôi là các bạn nhìn thấy được là 0.00002045 Và nhìn vào những cái sự tăng trưởng trước đây đó Các bạn có thể nhìn thấy được là nó rất là hấp dẫn Đối với những nhà đầu tư mới mà đi vào thị trường này Và nói thật đó khi chúng ta nói tới câu chuyện của Bitcoin Thì nó dễ hiểu rất là nhiều Chúng ta nghĩ đến Bitcoin như là một vàng điện tử Tài sản nó trị giá trị cái gì cũng được Nhưng mà nó rất là dễ hiểu các bạn Bitcoin rất là đơn giản À, chúng ta nói tới meme coin đó, Thì nó rất là dễ hiểu Đối với lại à, Những nhà đầu tư trẻ tuổi Và nhất là Trong thiền crypto này các bạn Crypto đối thuận đó, Một phần là công nghệ Một phần là tài chính Và một phần Chính là meme Trong thị trường này Chúng ta chia sẻ meme rất là nhiều Và có thể nói là Phong trào Mim đó cái văn hóa meme là một phần rất lớn của crypto cho nên khi có meme coin đó, thì mọi người lại cảm thấy dễ gần gũi hơn các bạn có thể các bạn có suy nghĩ này suy nghĩ kia về meme coin có giá trị không có giá trị cái đó là cái suy nghĩ của mỗi một người nhưng mà tôi có thể chia sẻ với các bạn là meme coin, nó cũng có công dụng là đem rất nhiều người đến thị trường này đương nhiên đó, thông qua meme coin thì không phải ai cũng sẽ ở lại các bạn nhưng mà sau khi đầu tư meme coin rồi đó thì cũng sẽ có những người họ thật sự là tìm hiểu thêm về thị trường này và họ sau đó đó là những người mà có lòng tin và đầu đầu tư dài hạn là một phần của hệ sinh thái crypto sau này. Tại vì chúng ta thấy là đối với lại Bitcoin đó thì có thể bây giờ rất là hấp dẫn đối với những cái công ty đầu tư lớn, những cái công ty phố nhưng mà đối với một người bình thường đó thì Bitcoin không có còn hấp dẫn như xưa nữa các bạn. Và những cái đồng nền tảng khác đó thì rất là khó để cho người mới có thể hiểu được sự khác biệt giữa Solana với lại Ethereum với lại XRP với lại Thencoin, Cardano vân vân. Nhưng mà Mimcoin đó thì họ cảm thấy hứng thú hơn rất là nhiều các bạn, họ cảm thấy mắc cười, họ cảm cảm thấy là bạn bè họ đầu tư họ cũng đầu tư nó tạo ra một cái hiệu ứng như vậy và có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư mới đến thị trường này và một phần đó sẽ ở lại thị trường này các bạn cho nên nó cũng có công dụng đó nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin tăng mim con tăng chúng ta đang nhìn thấy cái dòng tiền đối thuận là dòng tiền vào Bitcoin không bây giờ Đã có thể là đến từ rất nhiều tổ chức đầu tư các bạn những công ty lớn những nhà đầu tư lớn còn memcoin là đại diện cho những nhà đầu tư mới đến thị trường này và chúng ta cũng đã thấy được là cái ứng dụng coinbase thì gần đây được tải rất là nhiều chưa có phải như là cái đỉnh điểm các bạn các bạn đã nhìn thấy là những lúc mà đỉnh điểm đó thì sàn coinbase có thể đạt cái vị trí thứ nhất trong những cái ứng dụng liên quan đến tài chính ở trên App Store hay là Google Play Store. Bây giờ đây thì đứng hạng thứ thường nhớ là khoảng chừng 4 mấy mà thôi thì vẫn còn cách rất là xa. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái sự hứng thú để mà tải ứng dụng Coinbase đang tăng lên và Coinbase có thể nói là cái cánh cửa đầu tiên cho rất nhiều người ở Hoa Kỳ khi mà họ bắt đầu tham gia vào thị trường crypto này. Và một điều nữa đó chúng ta cũng nhìn thấy được là khi mà thị trường sôi động chúng ta thấy được là sàn Coinbase sẽ thường hay bị bảo trì. Và ngày hôm qua đó vừa bị bảo trì các bạn. Có thể nói là mọi thứ đó đã sôi động trở lại sau mấy tháng trời rất là im lặng các bạn và rất là ảm đạm. Thì mọi thứ đã bắt đầu sôi động trở lại rồi tôi có thể cảm nhận được điều đó các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới đó là cái tình hình chung của thị trường nhưng mà còn về tin tức đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy được là tin tức lớn nhất đó chính là liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát pce tại hoa kỳ đây là cái chỉ số phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng chúng ta có hai chỉ số tương tự mỗi một tháng CPI đầu tháng và PC cuối tháng thì cái mà Fed quan tâm nhiều đó chính là chỉ số PC và chúng ta nhìn thấy được là con số PC này là tốt hơn cả ước tính hiện bây giờ là 2.2% ước tính là 2.3% và trước đó là 2.5% có thể nói là chỉ số phần trăm lạm phát PC mà chủ tịch John Powell muốn thấy đó đã giảm gần về cái mức là 2.0% rồi. Điều này nghĩa gì các bạn? Điều này có nghĩa là sẽ cho phép thêm tự tin để tiếp tục giảm lãi suất. Chúng ta nhìn thấy được là core PCE nghĩa là không tính năng lượng và thực phẩm đó thì lại tăng nhẹ lại các bạn nhưng mà cũng như ước tính, ước tính đó là 2.7%, con số chúng ta nhận hôm nay đó là 2.7 và trước đó là 2.6. Nhưng mà nhìn chung đó, mọi người vẫn nghĩ đây là một cái thông tin tốt về phần trăm lạm phát PCE. Chúng ta thấy rất rõ ràng là trong khoảng chừng một tuần qua đó thì tâm lý của những nhà đầu tư đã thay đổi. Không những là chỉ riêng trong crypto mà chúng ta cũng nhìn thấy được tại trong chứng khoán. Chúng ta có thể nhìn thấy thị trường chứng khoán Trung Quốc đó thì đã dựng đứng tuần này các bạn. Tại vì phản ứng rất là tốt đối với lại những cái chính sách thả lỏng tiền tệ đến từ Trung Quốc. Và chúng ta cũng thấy cái sự thay đổi lớn liên quan tới thị trường ETF nhất là liên quan tới bitcoin spot ETF các bạn chúng ta nhìn thấy được là đã liên tục có tổng cộng là 6 ngày giao dịch tại dòng tiền dương rồi các bạn với ngày hôm qua đó là có dòng tiền dương lên tới là 365.7 triệu chúng ta nhìn thấy được là sau một thời gian dài đó có không đô la thì những quỹ đầu tư đã bắt đầu tích lũy trở lại trong đó chúng ta có BlackRock đó đã bắt đầu tích lũy và bắt đầu tích lũy mạnh trở lại các bạn ngày hôm qua đó họ tích lũy 93 triệu trước đó là 184 triệu trước đó là 98 triệu nói chung đó chúng ta cũng đã thấy có một số đồng tỉnh đến từ những quỹ đầu tư rồi và ngày hôm qua có thể nói được là quỹ nào cũng tích lũy ngoài trừ là cái quỹ Wisdom Tree là không tích lũy, scale đó thì cái quỹ thường sẽ tiếp tục bán, các bạn đã biết rồi, tài phí rất là cao, nhưng mà Ray scale Mini đó, có phí thấp hơn đó, thì tích lũy 2.9 triệu. Và đương nhiên đó là con số của ngày hôm qua chúng ta vẫn chưa có con số hôm nay khi nào có thì như chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng mà về Ethereum Smart ETF đó, thì chúng ta cũng thấy là có cái sự lạc quen một chút trở lại. À, tuy là chỉ có khoảng chừng là 2 ngày thôi các bạn nhưng mà khoảng chừng 2-3 ngày qua đó chúng ta cũng đã thấy một chút xíu động thái tích lũy đến từ những cái quỹ. À, nó cũng đỡ hơn những cái ngày ảm đạm như các bạn thấy được là không đô la À, trong thời gian dài qua chúng ta cũng nhìn thấy được là ít nhất trong vòng 3 ngày qua cũng đã có động thái tích lũy đến từ BlackRock. Chúng ta có nhiều quỹ khác họ cũng tích lũy khoảng chừng là vài triệu tới mười mấy triệu, nhưng mà ngày hôm qua đó thì chúng ta có dòng tiền âm là 0.1 triệu. Và cái lý do chúng ta vẫn tiếp tục thấy dòng tiền ra trong cái quỹ Grayscale uh, Ether thì có rất nhiều bạn hỏi đó là RayScale là đơn vị mà họ thường xuyên bán tại vì họ đã tích lũy nhiều năm rồi các bạn trước khi mà họ chuyển thành ETF họ đã có cái quỹ trust uh, cách to rất rất, rất rất lâu rồi và cái phí họ rất là cao cho nên dẫn đến là nhiều người bán thì bây giờ đó Grayscale GBTC còn bao nhiêu Bitcoin thì kể từ khi mà spot ETF ra mắt vào tháng 1 năm nay đó thì Grayscale đã bán Tổng cộng là 400.000 Bitcoin các bạn Hiện bây giờ họ còn lại là khoảng chừng 220.000 BTC Vậy là họ bán số lớn rồi Họ đã bán khoảng chừng là 4 phần 6 các bạn, họ còn lại 2 phần 6 mà thôi là chưa có bán. Chúng ta nói về Ether đi, thì rất nhiều bạn muốn biết là scale còn bao nhiêu Ethereum. Thì chúng ta nhìn thấy được là cái quỹ Rayscale Ether ETF đó thì họ còn khá là nhiều Ether các bạn. Tại vì chúng ta nhìn thấy được là họ bắt đầu với con số không hề nhỏ. Là tính theo đô la đó là họ bắt đầu với khoảng chừng là gần 9 tỷ 2. Thì họ bán khoảng chừng là 2 tỷ... 8 mấy đó các bạn thì chúng ta có thể nhìn thấy cái số lượng Ether họ còn lại là 1 triệu 686.892 Ether. Họ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là nếu như mà có cái dòng tiền dương tương tự như là Bitcoin đó thì có thể áp đảo được dòng tiền âm đến từ Rayscale chúng ta chỉ không thấy sự hứng thú đối với lại Ether ETF ngay bây giờ mà thôi các bạn có thể là tại vì Bitcoin đi ngang trong thời gian khoảng chừng 6 tháng qua khiến cho mọi người nó không có hứng thú để mà tích lũy Ethereum bây giờ Bitcoin đã sôi động trở lại thì có thể đó là cái lý do dẫn đến những nhà đầu tư đó họ muốn tích lũy Ether luôn các bạn tại vì Ethereum bây giờ đó thì thường nghĩ công dụng duy nhất tại sao họ tích lũy Ethereum ETF là để đa dạng hóa mà thôi chứ còn cái số lượng Ether này đã không thể được dùng để stake hay là tham gia DeFi gì hết Hết, chỉ được lưu trữ mà thôi. cho nên thường cảm thấy được là đối với Bitcoin Spot ETF đó nó đã trở thành một cái quỹ ETF thành công nhất trong lịch sử của tất cả ETF từ trước tới giờ các bạn thu hút được rất nhiều cái sự hứng thú và dòng tiền từ trước tới giờ những ngày âm đó thì các bạn có thể thấy nhưng mà nó không là bao nhiêu hết dòng tiền dương nó cực kỳ nhiều cho Bitcoin Spot ETF tại vì cái câu chuyện của Bitcoin Spot ETF nó dễ chia sẻ hơn đó là một vàng điện tử, một tài sản nó chữ giá trị hay cái gì đó, rất là dễ hiểu các bạn à, nhưng mà đối với Ether đó, thì câu chuyện nó khó hơn, tại vì khi các bạn nói lại Ethereum thì các bạn nói Ether là gì là một nền tảng phi tập trung là một cái nền tảng hợp đồng thông minh thì à, nhiều người sẽ hỏi là có bao nhiêu hợp đồng thông minh trên thị trường thì tại sao Ether lại nổi bật hơn, các bạn thấy được nó lại đi sâu hơn vào công nghệ và nó lại dẫn đến cái sự phức tạp cho những đầu tư khi mà họ muốn tìm hiểu về Ethereum, nhất là nếu như đây chỉ là một nhỏ trong nhà đầu tư của họ mà thôi thì họ cũng sẽ không có muốn dành quá nhiều thời gian để mà tìm hiểu cho nên Ethereum đó thì tôi nghĩ nó gặp một cái vấn đề ngay bây giờ đó chính là cái vấn đề làm sao để quảng bá Ether một cách đơn giản nhất nhưng mà tôi nghĩ là BlackRock đó đang tìm cách để có thể thúc đẩy Ether dễ dàng hơn ngay bây giờ câu chuyện của Ethereum được chia sẻ cho nhà đầu tư phố đó là để đa dạng hóa nếu như mà đầu tư vào hệ sinh thái crypto thì có thể đa dạng hóa vào Ethereum và đó là cách mà họ quảng bá Ethereum ETF ngay bây giờ cho đến khi nào mà họ có cái câu chuyện tốt hơn để mà quảng bá. Nếu như là như vậy đó thì chúng ta thấy được là chỉ khi nào mà chúng ta thấy có dòng tiền dư mạnh cho Bitcoin Spot ETF chúng ta mới thấy dòng tiền vào Ether mà thôi và đó là điều đang xảy ra một điều nữa đó chính là chúng ta thấy CZ đã được trả tự do sớm hơn 2 ngày tại vì cái ngày đáng lý đã được trả tự do là ngày 29 tháng 9 đó chính là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ cho nên CZ được trả tự do sớm hơn vào ngày thứ sáu các bạn để mà đoàn tụ với gia đình nói chung đó, thì CZ đã trở lại rồi nhưng mà CZ đó thì, thì bây giờ cũng không thể điều hành Binance các bạn một trong những thỏa thuận với lại bộ tư pháp của Hoa Kỳ đó là không thể điều hành Binance sau khi mà ra tù. Nhưng mà CZ vẫn còn rất nhiều tiền các bạn. CZ đó là tỷ phú với ước tính là khoảng 60 tỷ đô la hiện tại. Ông sẽ làm gì kế tiếp đó thì bây giờ chúng ta chưa có biết được chi tiết. Nhưng mà hiện bây giờ đó CZ tuy không thể điều hành Binance nhưng mà vẫn là cổ đông lớn nhất của Binance hiện tại. Chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ Quốc hội Đức các bạn. Thành viên Quốc hội Đức đó chính là Joanna Koda tuyên bố thành lập Hiệp hội Liên bang Bitcoin trong Quốc hội nhằm mục đích giáo dục tài chính và Bitcoin. Các bạn thấy được là thời điểm tốt nhất để tìm hiểu Bitcoin là ngay sau khi bạn vừa bán hết 3 tỷ USD BTC của mình. Các bạn đã nhớ là họ bán tất cả Bitcoin của họ một cách rất là gấp gáp vào lúc mà giá khoảng chừng là 50.000 đô hay gì đó mà thôi 50.000, 50 4.000 gì đó thường nhớ cái tài khoảng chừng là vài tháng. Đây là một trong những cái thông tin khiến cho nhiều lo lắng khi chúng ta bắt đầu bước vào mùa hè thì họ đã bán rất là nhanh các bạn trong vòng khoảng chừng 2 tuần là bán hết tất cả rồi. Bây giờ đây thì họ lại thành lập hiệp hội liên bang Bitcoin và theo thông biết đó là tháng sau Samson Mao của Trang Tuy sẽ đến Đức để mà họp với lại những cái lãnh đạo của Đức về việc đầu tư và lưu trữ Bitcoin cho quốc gia Đức. Chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ thì Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định không tiến hành kế hoạch đánh thuế mới đối với lợi nhuận từ thị trường chứng khoán và crypto chuyển hướng tập trung vào việc miễn thuế thay vì áp đặt các loại thuế mới. Động thái này nhằm ổn định kinh tế và giảm lạm phát hiện ở mức là tới 52%. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia mà đang đối đầu với siêu lạm phát hiện tại. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ở thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binx, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.